Dạ, Tăng xin chào ông bà cô chú anh chị em á. Hôm nay Tăng có mặt tại xã Chánh An, huyện Mang Thít ha bà cô chú. Thì hôm nay Tăng có mặt tại vườn ươm cây giống của cây mít cục đỏ Indo á bà con. Thì lâu lắm rồi Tăng không có quay để mà chia sẻ lên cho bà con xem. Thì hôm nay Tăng sẽ quay lên chia sẻ cho bà con xem là Tăng làm cái đợt tiếp theo ha. Thì thôi theo Tăng Tăng để xem những anh chị hôm nay giọng cái bầu mít cái chưa cái cái vấn đề mà vô bầu như thế nào, cái cây tăng làm như thế nào ha, để tăng sẽ làm cái những cái chi tiết cho bà con xem. Đó. Đây thì đây là một cái trang trại đó. À, phía bên kia là mấy anh bữa nay cũng mới đem cây gốc á bứng về, tại vườn về đó. Đây là cái gốc mà mới bứng về nè bà con cô bác. Nói chung gốc ở đây thì Tăng sẽ lọc những cái gốc là đây thì mình vô bầu trước, xong rồi bắt đầu là mình mới chọn lại cái gốc đạt nhất thì mới đưa đến cho bà con trồng. Đây thì bây giờ xuống đây mấy anh chị cũng đang vô bầu. À, cái đợt tiếp theo đây bữa nay bà con cô bác thông cảm là đang hay là tại vì mưa quá đâm ra là cái chạy bữa nay tôi cũng ngập nước nhiều quá, mấy anh chị cũng làm hơi cực khổ. Ui da, đang ngập nước dữ ta. À, chào chị. Đây ui quá chị ngập rồi. Ui chạy dù luôn. Đây mấy chị làm vô bầu để mà bên đây nè, phía đây nè, qua đây nè. Quay chị kia à? Quay hết, chị nào cũng quay hết á. Ủa sao? nước rút mới vừa mưa mà con cô bác đâm ra nước quá trời nước luôn rồi. Nhưng mà hôm nay mưa quá, bão quá, bởi vì sập chạy luôn rồi. Đây, đây này chị giọng sớm đây phải không? Mấy chị giọng thì sớm không? À. Ủa bên này mình mấy người làm ta? Bốn 1, 2, 3, 4, 5 à. Ở bên đây thì bà con báo với sao, tại vì có ông anh á, ổng làm, người Tăng cũng ít qua đây đó, mà ổng ở đây ổng làm coi bên đây rồi bứng cây về rồi kêu mấy chị làm. Nhưng mà Tăng không biết ảnh kêu chị đi. Ủa mình giọng hồi trước mình giọng là mình ăn ăn sản phẩm hả ta? Sản phẩm à. Cây 50 không? Dạ 500 đồng. 500 đồng một cây. Thật sự Tăng cũng cũng không biết ảnh mướn nhiêu luôn á. Đây trời ơi cực quá, lại đây cho quay cho con cô bác xem ngày vậy chị làm bao nhiêu cây. Lúc trước thì cây nó gọn nó dễ, em vô một ngày cũng được 700-800 cây, còn bây giờ là ít lắm. 75 cây ha. Bây giờ là ít lắm. Đây bà con cô bác là cái khi mà bứng về á là nó còn rất cao, sau đó là nó sẽ cắt xuống là nó tầm khoảng 5 tấc. À, 5 tấc thường thường hồi trước trước thì đang làm 7 tấc, bây giờ làm 5 tấc thôi. Cây nó mới nó là nó lớn cây. Sau đó cái này thì sẽ là chọn lại. Chứ không phải là cái này là đạt đâu. Đó. Khi mà nó vô rễ ra rễ rồi á là mới đưa bo vào, đưa bo vào cái nồi dính. Xong xuôi là mới đưa ra nắng. Như cái này là bên phía bên đây bên đây nè bà con cô bác là chưa chưa tăng chưa đưa ra nắng nha. Đó. Nó để tăng đi ra khúc cái này. Ồ bữa nay công nhận mưa quá chí ngập luôn. Ngày mình giọng nghe được nhiêu cây ta? Người á. 400 cây ha. Được rồi. Nào dòng xuống à, dòng xuống vô chắc không? Nước nó dâng cùng đâu. Nhưng cũng đâu. Ok, nhưng xíu nó rút rồi. Gán đi mai mốt qua làm anh Chính anh làm mà cái láng cho nó đẹp lên rồi. Tại vì bữa giờ mưa quá trời, bão quá trời nè, bây giờ sập chạy luôn rồi. À, không vậy bữa làm lại rồi. Vậy bữa anh Chính làm lại. Làm lại nhà sắt tiền chế. Đi bây giờ đi theo tăng tinh trên 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 này chờ
trên đây cái số mà ra nắng nè. Bà con nào có đặt nhớ đặt cái giống, gọi cái số hotline của Tăng là 08 0862 70 70 80 nha. Bà con cô bác gặp ba em Thắng á, là cái số cây này là mới bứng về nè. Đây dạ, trời ơi lầy quá. Đây, cái này số mới bứng về, mấy anh chị mới bứng vườn về. Rồi xong rồi đâu mới vô bầu, giọng bầu rồi xong rồi cuối cùng cái đâu là tề cho nó ra rễ rồi mới tháp bo vào. Nó lên rồi các bác. Còn cái số bên đây là ra nắng rồi. Cái này sắp mà chuẩn bị Tăng sẽ giao đi nè. Cái gốc có độ cái gốc rồi ha, để Tăng ra đưa cho bà con xem. Đó. Từ ở bên đây là mới ui da. Quá trời. Vừa quá. Vô ngày đợt này ngày bão. Là cái này là mới ra nắng nè. Mới ra nắng nè bà con cô bác. Đó. Gốc này thì Tăng chọn thì giao đến cho bà con mình thì từ 1,5 phân ha, 1,5 phân trở lên toàn bộ. Rồi cái số này là chuẩn bị Tăng giao nè, nó ra lá đây nè. Số này Tăng ở đây á là cũng thôi với bà con cô bác á, là chỗ này á, là chỉ Tăng chỉ làm giọng bầu để dưỡng đó, dưỡng cây ra tầm khoảng cỡ tập này nè ha, tầm bên đây nè con bác qua xem nha. Đó tầm này nè, bắt đầu là Tăng sẽ đưa về Hậu Giang, đưa về phía Hậu Giang để mà cho một đứa em nữa, nó là để chăm sóc tiếp tục. Rồi cây nào đạt thì bắt đầu là mới đưa đến cho bà con mình. Đó giống như mấy cái này nè, đó cái này nè ha bà con bác. Đó bầu này thì Tăng làm bầu 20 bầu 20. Gốc này nó thẳng ra là gốc này từ 2 phân trở lên chứ không phải là 1,5 phân nha bà con cô bác. Đây cái gốc 1,5 phân nó cỡ tầm cỡ này. 1,5 phân nè ha, nó cực kỳ là mập, bo mập nha. Thì bà con cô bác lấy cái chìa khóa mà 15 á, chìa khóa đút cái này vô là Tăng tính là 1,5 phân nha bà con cô bác. Đó. Nói chung cỡ này là cỡ 1,5 phân nè. Đó. Cây thì nó sẽ bóng nha, bóng thì trồng nó mới phát được. Rễ nó phải bắt đầu về bển, Tăng sẽ chăm sóc lại cho rễ nó ra hết, ra rất là nhiều mạnh này mới đưa cho bà con cô bác trồng. Đó. Đây là nguyên cái giặt này, và bữa nó Tăng sẽ rút về bên Hậu Giang rồi xong bắt đầu Tăng sẽ đi giao để cho nó la ra thêm khoảng vài ba lá nữa, 1-2 lá nữa. Nó ra khoảng tầm bề cao nè. Tầm khoảng một thêm khoảng 2 cây nữa, 2 cây nữa thì nó sẽ, cái này nó không non thì vận chuyển nó đỡ gãy, còn cái này đưa tới bà con thì nó sẽ bị dễ bị gãy, Tăng sẽ đi sẽ bị hao hụt nhiều, với cái rễ mình nó chưa có ra nhiều, nó mới vừa ra thôi đó. Nên Tăng sẽ bảo đảm cho bà con mình 100% là đúng giống nha. Rồi sắp tới Tăng sẽ làm một số cây bích thái nữa, bà con nào có nhu cầu trồng bích thái Tăng sẽ cung cấp cho bà con luôn. Đó. Đây khúc này thì đang này là cái mấy viên cái này là mới ra nắng nha bà con cô bác. Nó mới ra nắng. Còn bà con cô bác có thường hay nói là những cái này nè. Để cái đầu này nè. Con bác nó tưởng nắm cái này là tại vì lúc mà đóng bọc quá. Chùm cái bọc lại á thì đâm ra nó có cái mấy cái mục này giống nấm, nhưng không phải là nấm bệnh nha. Cái này thì ta còn chọn lọc lại nữa mới giao cho bà con trồng, chứ không phải là như vậy là đi giao luôn ha. Nói chung gốc thì đợt này là đang làm rất là chuẩn luôn, nhưng mà rất là chuẩn, rất là đều.
Đây, cái này sắp sửa đã chuẩn bị tăng xẻ dao nè. Đi giao cho bà con cô bác trong nè. Còn cái nào xấu tăng bỏ ra đó. Nói chung tăng dạt lại. Cái đó thì giống như là có bà con nào mà ai thì bán rẻ đi. Có những gốc bự đây luôn. Bự đây thì đây có những gốc bự chà bá lửa luôn. Đây. Gốc nào gốc nấy thật sự là cũng bằng cầm tay luôn, gốc luôn. Hết biết bự. Gốc bự này thì sự thì giá nó khác nha bà con. Đó. Thì bà con muốn biết chi tiết trên cái giá hay là gì cứ gọi cái số hotline, cái hotline của Tăng là 0862 707080. Tăng có ghi lên trên mà cái bình luận á. Rồi gốc khổng lồ luôn. Còn những cái này nè mà con cô bác thì cây này cây giặt lại, cây gớt lại, giống như là mấy cây mà thường thường bà con cô bác có nói kiểu như mà mấy cây mà sao ở ngoài bán rẻ quá đó, thì theo giá thì nói chung là tiền nào của nấy nha bà con. Đó, làm ra là có những lúc bà con cô bác nói ừ cây sao có hai mấy ngàn, ba chục ngàn. Ở đây Tăng cũng có, nhưng mà ví dụ như lúc mà vét nền thì cũng có hai mấy ngàn, ba chục ngàn thôi. Ok, ngoài đó cái gì anh Trinh? Cái ngoài đó là gì vậy? Ủa, thú nữ hả? Có thú nữ hả? Đây coi, đây, đây chơi. Đây, anh Trinh cũng có làm một số thú nữ nữa bà con. Cái này thú nữ giống mới phải không? Trinh ơi! Này thú nữ mới đúng không? Giờ đây cũng có ảnh cũng làm thêm một một số thú nữ nè bà con cô bác. Đây. Lá nó dài hơn. Thú nữ giống giống mới vậy. Trái nó muối ghê gớm luôn, muối luôn. Đây thì để Tăng vô thì xin giới thiệu với bà con mình là ông anh đây ảnh quản lý ở đây nè. Ủa cái đó là thú nữ mới giờ phải không Trinh? Chuẩn không nhỉ? Giống chuẩn vậy. Cái anh ghép giống cái chuẩn không? Cái giống đó giờ không biết, nó nói bò mới giờ đó rồi. Bò mới không? Tại vì thú nữ nó nhiều thú nữ lắm á. Đây, đây cũng thưa với bà con cô bác, đây là anh Trinh. Là ảnh nói chung là người khu này là anh quản lý đó, thấy ai lời ảnh cây đồ rồi kêu mấy chị giọng bầu này kia nọ coi cái lúc mà còn còn nhỏ nhỏ thì ảnh chăm sóc ở đây, còn khi mà cỡ tầm cái đó thì bắt đầu là mới rút về bên Hậu Giang, còn một đứa em nữa là sẽ để mà coi kiểm tra lại chất lượng thì mới giao tới cho bà con mình ha. Đó thì anh Chính ở đây thì ảnh lo kiểu như là thứ nhất là đi bưng cây, thứ hai là để giọng bầu vô, ghép bo vô, coi mấy anh em ghép bo vô, đi lấy cái bo đó, chịu trách nhiệm cái đó, xong rồi bắt đầu là cây đi thì còn một đứa em kia nữa. Dạ coi gì ạ? Mít gì vậy? Tôi thấy vườn bo mới nè. À vườn bo mới hả? Ừ. Nó thì bo ở đây thì Tăng sẽ cho test hết thì Tăng mới cho lấy, chứ không phải là bo nào cũng lấy đâu. Đó, thì ok thì Tăng mới cho ảnh đi lấy bo đo cái giường đó. Đấy, bà con thì năm gia là bà con cô bác có đặt cây bên Tăng thì bà con khỏi phải lo, nhưng mà Tăng sẽ bao tiêu lại cho bà con khi mà mua cây bên Tăng. Đó, bao giống với bà con ha. Là nói chung là từ khi mà giao cây cho tới bà con mình trồng rồi bao tiêu lại một năm mấy sau có trái bao tiêu lại thì trên cái bà con không có muốn biết, miễn mà cái thông tin chi tiết cặn kẽ hơn nữa thì bà con cứ gọi qua cái số hotline hoặc là cái số của Tăng đó. Tăng cũng rất là cảm ơn bà cô chú anh em đã ủng hộ mua cây từ trước giờ. Đang cũng mong bà con cô bác nhớ
xem kênh và cho Tăng một cái like và một cái chia sẻ để cho những bà con cô bác chưa biết đến Tăng, cây giống của Tăng thì được trồng an tâm hơn ha bà con. Đó. Thì một lần nữa Tăng rất là cảm ơn, là Tăng chúc bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Dạ. Hẹn bà con lại clip sau ha. Dạ, tạm biệt bà con.